Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với trận học mình. Thì hôm nay mình sẽ cùng bạn cùng nhau chơi với cả Tick World Legacy. Thì trước khi bắt đầu giáo, bạn để lại cho mình một like, share đăng ký nhá. Ok con ơi, ok con ơi. Thì đây, skin này. Ui skin, đây là mod vàng dòng nhé em ơi. Đây là mod vàng dòng em nhá. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Play này. Ok chưa? Đâu rồi? Vào tournament à, đâu Classic được mà. Đây. Chơi Classic đấy anh em ơi. Ok, install skip này. Toa. Không sao anh em ơi, không sao. Yes sir. Đâu rồi? Ấy, bàn này nó bắt ấy à? Từ từ để mình thoát à. À đây, quên. Phải cho anh em xem cái đoạn cutscene này chứ nhỉ. Đây, phải cho anh em xem cái đoạn cutscene này chứ. Đây. Phải cho anh em xem cái đoạn cutscene này. Được chưa? Ok chưa. Phải cho anh em xem cái đoạn cutscene này. Nó mới gọi là ok. Nó mới gọi là đẳng cấp. Đấy, xài ơi. Individual technology. Ok chưa? Xem nào. Ui ôi, một thằng cầm giáo vàng và thằng cầm kiếm, một thằng cầm kiếm chém nhanh hơn. Yes sir. Úi giời ơi, đòi solo này. Mày solo này. Ủa, thôi bỏ đi anh em, quá lâu, quá dài dòng. Nói quá nhiều anh em ơi, nói quá nhiều so với những điều cần nói. Để mình xin nâng mắt bọn này lên. Một ông nhà vua này, một con đây như là có skin đá vàng mà làm gì phải dùng skin này à? Không đấy, đeo mẹ đai chân bằng vàng chất như nước cất anh em ạ. Ok mình nâng full lên anh em ơi. Ok chưa. Đâu rồi, từ từ anh em ơi. Thoa đa này. Continue play. Yes sir. Đây rồi anh em ơi. Mình quên mất rồi. Đây mình quên mất mấy con này nhìn như nào rồi anh em ạ. Phải nói là lâu lắm rồi. Clip mình làm clip review bọn này chắc cũng phải mẹ 1 năm trước à, 2 năm trước à, khéo phải 2 năm trước cũng nên anh em ạ. Thời gian trôi nhanh lắm anh em ơi. Ok chưa. Chọn ấy chọn con này. Ok chọn rồi. Được rồi, xem nào. Tèo. Mod này mình vẫn chưa có tăng cái này anh em ơi. Quẹt nó vẫn chưa tăng cho mình cái anh em ạ. Chưa. Lúc này nó vẫn chưa tăng cho mình cái tốc độ. Ôi giời. Này là tự kill này. Cái này gọi boss rồi. Không. Bình tĩnh đã. Ok. Còn mấy con Seaford kia nói sao đây? Xem nào, giáo vàng cái nào. À, là pháo phù thủy chỗ giáo vàng nha. Đây là một con đấy. À, đây là một cung. Sơ. Rồi, chuẩn anh em ơi. Được, kẻ địch à. Kẻ địch bình thường thôi. Ôi, kẻ địch bình thường thôi anh em ơi. Không. Không có gì quá mạnh cả, kẻ địch thì cũng bình thường thôi. Đâu rồi? Đấu với Final Boss luôn anh em nhớ. Và Final Boss luôn để xem Final Boss nào là mạnh nhất anh em ơi. Ok chưa. Từng. Quay. What the hell. Ok chưa. Lên đâm. Solo anh em ơi. Mày nói solo à? Con boss này làm gì có tuổi. Mà làm gì có tuổi anh em ơi. Nào solo. Vai anh em ơi, va chạm rồi. Ôi con boss này. Nó gọi quân ra đánh anh em, nó gọi quân ra đánh thôi. Mày gọi quân ra đánh anh em ơi. Ok chưa, hơi muộn một tí nhưng mà vẫn không sao, hơi muộn một tí thôi anh em ạ. Tèo. Từng. Ok chưa.
Quá ghê gớm em ơi. Để xem ăn được không em nhá. Từ từ nhà ăn quyền to quá. Ủa? Mình tắt cái nhạc thì phát ra tiếng ấy bùng nổ luôn anh em ạ. Cái nhạc này thì phát bùng nổ luôn anh em ơi. Cái âm lượng cái bùng nổ luôn anh em ạ. What the hell. Con của mình nó sắp đi đến nơi rồi anh em ơi, không ổn rồi. Đi gần của mình sắp đi đến nơi rồi. Cố lên đánh bại con giáo vàng khổng lồ. Ấy xời, đánh bại cái con giáo vàng khổng lồ. Ok chưa, ok chưa. Rồi Dương Đông Kích Tây em ơi, quá đẳng cấp, chiến thần Dương Đông Kích Tây mà quá hay. Bánh mì cạp thịt anh em ơi, đây căn chín thuật, đây là chín thuật thì đánh giá là phải áp dụng cho mọi game anh em nhá. Đó chính là Dương Đông Kích Tây ở bánh mì cạp thịt, cái gì gọi là ý đông hiếp yếu anh em nhá. Ý đông hiếp yếu anh em nhá, nó là ý đông hiếp mạnh anh em ơi. Ok chưa, ok chưa, ok chưa anh em ơi. Tưng 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 tưng. Easy win. Ơi từ từ, đấy con kia nó bị một con giáo vàng, bị con giáo vàng chọc vào con giáo vàng anh em ơi. Nhưng mà từ từ, đây có quảng cáo thì thôi anh em nhé. Ok con này, ok con này. Easy win. Chúng ta sẽ đến vùng đất băng anh em ơi. Ok chưa, chúng ta sẽ đến vùng đất băng. What the hell? Ok chưa, ok chưa. Vâng, ta mất nhạc rồi, không sao, nó sẽ bật lên. Yes sir. Ok chưa, ok chưa. Được rồi anh em ơi, được rồi anh em ơi. Được. Đâu, gọi quân anh em ơi. Đâu ơi. À đây. Đây một con boss fake, cho nó một con boss fake em ơi. Ok chờ mình sẽ chờ mẹ đội quân váo vàng khổng lồ của mình. Yes sir. À đây em ơi, đây nó bây giờ chọn này, một này, hai con này, đấy xong ba này, bốn con này, năm con này, đây một hai ba bốn năm. Được chưa. Ok chưa. Được rồi anh em ơi. Ok chưa. Đâu à, chỗ một con khổng lồ này. Đâm. Ok. What the hell. Mày solo này. Được chưa anh em ơi. What the hell. Mà solo quá đẳng cấp, đội quân vàng anh em ơi, đội quân vàng đối với một con. Ok để xem được. Fake vs Zio, nhưng mà Zio thì nó lại có thêm cái này nữa anh em ơi. Đây. Zio thì nó lại không có cái gì hỗ trợ, nhưng mà fake thì lại rất là đông em ơi. Quá đẳng cấp. Quá đẳng cấp anh em ơi. Không thành vấn đề. Trời ơi, đúng là quá đẳng cấp rồi. Thật thề cái con boss này trâu thật đấy anh em ơi. Mình nhớ là bọn này nó cũng không quá mạnh nhờ. Áo thật anh em ơi. Không sao, không thành vấn đề. What the hell.
quá là đơn giản luôn anh em ơi. Cái món này cũng không có gì quá là đặc biệt được như cái kia anh em ạ. Món này nó cũng không quá là đặc biệt được như cái kia anh em nhé. Không sao, giờ đây để xem có được không đây. Teo solo này làm gì có tuổi, làm gì có tuổi ngay. Em thấy cái độ sức mạnh của này à, quá mạnh mẽ anh em ơi, quá mạnh mẽ. Ok giờ đây là quá mạnh mẽ. Bắn đi, bắn mạnh lên đúng không? Bắn mạnh lên đúng rồi. Cố lên. Yes sir. Đâu rồi? Cố lên. Đập. Thề luôn, nhìn cái bọn tên mình yếu cái gì anh em nhìn này. Cái tượng có tí máu thôi, đánh không hỏng cái tượng anh em ạ. Quá là ảo giác. Ôi đây là nó. Ê anh em ơi, anh biết điều gì khó khăn hơn không anh em ơi? Giờ mình bước vào chiếc con Tenil này thì nó sẽ ra một cái quảng cáo và mình sẽ cắt kẹt đấy đi. Thôi video mình đây là kết thúc video các bạn. Nếu bạn nào thấy video này cũng đừng like cái nhá. Thôi tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.